lý giải bí ẩn đằng sau công dụng chống gió của bạc. Người ta vẫn thường cho rằng bạc có khả năng giúp con người tránh được gió độc và cảm mạo. Song đó chỉ là cách nói dễ hiểu của dân gian. Xét dưới góc độ khoa học, cảm là trạng thái con người nhiễm các khí độc, hầu hết là hợp chất của lưu huỳnh, qua các lỗ chân lông trên da. Khi bị cảm, các chất độc trong đó có H2S sẽ xâm nhập vào hệ thống thần kinh, gây choáng váng, mệt mỏi cho cơ thể. Lúc này bạc có khả năng tác dụng với H2S để tạo thành AG2S, kết tủa màu đen không còn độc hại. Đó cũng là lý do khiến trang sức bạc thường bị chuyển màu khi người sử dụng chúng bị cảm hoặc ngộ độc khí. Theo lịch sử lâu đời ở các nước Tiểu Á, bạc đã được con người tách ra khỏi chì từ những thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên. Trong suốt gần 4.000 năm, bạc đã được tập trung khai thác ở các mỏ quặng để làm đồ trang sức và nhiều vật dụng trong gia đình. Cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, bạc ngày càng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực và trở thành món đồ phụ kiện quen thuộc trên toàn thế giới. Cho đến tận bây giờ, cùng với vàng và bạch kim, bạc vẫn luôn được xếp trong top những kim loại được sử dụng để chế tác trang sức ở Việt Nam, do vàng và bạch kim đều quý hiếm và có giá trị cao hơn nên trang sức bạc vẫn được ưa chuộng và phổ biến hơn cả. Đồng thời, có rất nhiều mẫu trang sức đẹp được thiết kế từ kim loại này. Dựa vào nguyên lý khoa học trên, bạc ngày càng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, vừa để làm đẹp, vừa để bảo vệ sức khỏe con người. Tuy nhiên, trang sức bạc chỉ phát huy đúng công dụng của mình khi được chế tác bằng bạc đủ tuổi, hay còn gọi là bạc 925. Đây là loại chất liệu mà trong đó bạc phải chiếm đến 92,5%, còn lại là những kim loại khác giúp bạc cứng và bền hơn. Những trang sức được chế tác từ bạc đủ tuổi có thể được sử dụng trong một thời gian rất dài bởi chúng ít bị hao mòn và han rỉ. Khi món phụ kiện bạc bị xám bẩn, xỉn màu do các tác động của ngoại cảnh, việc duy nhất bạn cần làm là mang chúng tới cửa hàng để đánh bóng, xin mới, lấy lại vẻ đẹp như lúc ban đầu. Hiện nay trên thị trường Việt Nam, sản phẩm trang sức bạc kém chất lượng vẫn được bày bán tràn lan. Điểm chung của chúng là được chế tác bằng hợp kim bạc không đủ tuổi để giảm chi phí. Nếu mua phải trang sức này, bạn sẽ vô cùng thất vọng, thậm chí là bực mình, vì chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chúng sẽ nhanh chóng có hiện tượng chuyển màu, han rỉ và không phát huy được tác dụng kỵ gió độc như đã nêu ở trên. Điều đáng nói là kể cả khi được cố gắng xi mới hay đánh bóng, chúng cũng không thể lấy lại được vẻ đẹp ban đầu, và chuyện bỏ món trang sức đó đi chỉ là sớm hay muộn nếu bạn không muốn giá trị của bản thân bị giảm sút chỉ vì món phụ kiện rẻ tiền. Vì vậy, việc mà bạn cần làm ngay lúc này là rà soát lại tủ đồ của mình và loại bỏ những loại đồ kém chất lượng, đồng thời chọn mua cho mình những sản phẩm bạc cao cấp, chất lượng để tận hưởng những công dụng tuyệt vời mà chúng mang lại.